Và đây là một cái phơi duối bám đá các bạn nhé, các điểm này. Thế thì trước hết thì YouTube CÂY CẢNH PHvũ Quảng cùng các bạn là đi vào cái quá trình là chỉnh sửa và tìm cái thế dáng hợp lý nhất cho phôi duối này. Là chủ yếu mà lại không đập được viên đá này thì nghe bóc bớt lạng ăn gà này nó dễ làm việc, chứ nó mà đá kia thì... Đây, cho bớt đây này. Đây, đóng đây này thì nó sẽ nứt đây này, thì nó mới nhẹ. Đấy, cứ nhẹ cái đầu ấy. Đầu này gì? Ừ. Nhẹ đầu này, đầu này. Đầu dưới. Đây gì? Đây này, nó lẹo lẹo này này. Được rồi. Đặt nó nằm xuống đất. Không. Đây, ăn theo thứ. Thật là hơi thô anh ạ. Thô thì khả năng phải thịt thôi. Vâng, như vậy là cây đã chỉnh sửa xong. Mời các bạn xem lại một lượt những cái điểm phá và những cái chỗ tôi đã xử lý xong cái phôi này. Thế thì ở đây thì như vậy thì chúng ta sẽ xử lý tiếp, đó là việc mà chúng ta bàn về cái cách ươm mủ. Thế thì ở đây thì theo các bạn thì chúng ta nên trồng luôn hay là chúng ta nên ủ ạ? Theo bạn trồng luôn hay ủ ạ? Vâng, cá nhân tôi vẫn cứ tiến hành trồng luôn các bạn nhé. Lý do thì cũng như các cái phôi duối khác, chúng ta có thể thấy đây là những cái điểm dễ, là một trong những cái điểm thuận lợi. Đây là một cái điểm dễ. Tất nhiên là chỗ dễ này thì nó cũng có những cái điểm nó đang bị khô, ta sẽ xử lý sau. Ở đây cũng là một điểm dễ. Ở ngoài này các bạn có thể nhìn thấy dập, thế nhưng ở phía bên trong cái tơ này rất tốt. Tiếp tục chúng ta có thể thấy đây là các cái phần rễ, các cái phần rễ. Và đối với phôi duối này thì thực sự để nói là vẫn hứa với các bạn là 100% phôi này sống thôi. Rất đơn giản và cũng sẽ rất nhanh lên mầm các bạn nhé. Rất nhanh lên mầm. Và đương nhiên thì đúng kỹ thuật của nó là dù muốn làm cái gì thì làm. Các cái điểm chúng ta đã chỉnh sửa vừa rồi thì chúng ta vẫn phải tiến hành là bôi keo. Vì cái việc bôi keo này là nó là cái điều mà hỗ trợ rất tốt cho cái việc phát triển phôi khi phôi chúng ta mới xử lý và đem trồng. Nhiều bạn bảo có cần không? Thì thực chất nếu như mà không có cũng được. Thế nhưng mà để làm tốt hơn cho một cái phôi, tôi nghĩ rằng là tốt được thêm phần nào thì nó càng bảo đảm cho cái phôi phần đấy. Thì chúng ta cố gắng sử dụng và dùng hết mọi cách để giúp cho cái phôi nó có cái, ta cứ gọi là sức khỏe tốt nhất. Còn nếu như chúng ta chả bôi thì nó cũng vẫn lên thôi, nhưng có khi là thời gian lên của nó cũng sẽ lâu, ví dụ như vậy. Thế thì đây là cái mà cũng vừa làm vừa trao đổi với các bạn. Và tôi vẫn nhắc lại là chúng ta bôi xong như thế này, bôi keo xong thì chúng ta chờ keo khô là chúng ta có thể đi trồng được các bạn. Rất nhiều bạn cứ bảo là để khô phôi một thời gian các thứ thì tôi nghĩ nó không đúng, không đúng. Còn có thể là để như vậy trồng thì nó cũng vẫn cứ sống bình thường. Thế nhưng mà như thế thì nó theo về mặt khoa học là nó không đúng lắm. Đấy, còn tôi đã trình bày với các bạn rất nhiều là cái lý do tại sao mà phải ủ phôi ở lại là vì cái điều kiện thời gian và cái điều kiện công việc. Thế còn đấy là theo tôi hiểu, và trong cái kiến thức về ươm mủ cây trồng của nông nghiệp người ta cũng đã nói rất là rõ. Đấy, chứ không phải là chúng ta để 5-7 ngày đến 10 ngày. Để 5-7 ngày, 10 ngày thực chất là chúng ta dưỡng bằng ẩm thì nó cũng tương tự như chúng ta đem đi ươm mủ. Vì chúng ta đem đi ươm mủ nó còn có những cái thuận tiện hơn. Đó là cái việc mà toàn bộ hệ thống những cái chất như xơ dừa, cát nó đã giữ bảo vệ tốt hơn rất nhiều so với việc chúng ta để nó ở ngoài tự nhiên. Thì đấy là cái quan điểm của tôi và cũng như là cái cách thức tôi thực hiện là xử lý cái phôi duối từ trước đến giờ. Thế còn nhiều bạn bảo là ủ 15 ngày vẫn sống, là đúng, chính xác vẫn sống chứ không phải là không sống. Nhưng mà cái tỷ lệ của nó không cao. Thứ hai nữa là trong những trường hợp đặc biệt ngoài tự nhiên, khi chúng ta cắt cái mẩu duối hoặc cành duối chúng ta vứt xuống đất, các bạn có bảo sống không ạ? Vẫn sống bình thường phải không ạ? Vì có thể là trong cái điểm đó và trong cái khu vực phần duối nó rơi xuống nó phù hợp với điều kiện thời tiết và nó vẫn lên. Và bản thân tôi thì cũng đã từng gặp, tức là có những cái phôi mà chưa lên mầm mà cái cành cắt vứt bỏ ra bên cạnh, do gặp cái điều kia thời tiết nó thuận lợi thì đã lên mầm. Thì đấy là một trong những cái mà trong cái phôi duối này thì cũng xin trao đổi lại với các bạn. Vâng, trước khi đem đi trồng thì mời các bạn theo dõi lại sản phẩm một lần nữa. Đây là một cái tác phẩm duối nhà đá đã vừa chỉnh sửa và vừa giới thiệu cùng các bạn. Và sau này thì chắc chắn là cái hướng cây là phải trồng như thế này rồi. Và đương nhiên thì tôi cũng sẽ tiến hành là trồng trực tiếp chứ cũng không phải ươm mủ các bạn nhé. Hy vọng là các bạn sẽ đồng hành cùng tôi để kiểm tra xem là phôi suối này sẽ sống như thế nào khi chúng ta tiến hành ươm mủ trực tiếp phôi suối này. Thông qua cách chỉnh sửa và xử lý, nếu như các bạn cảm thấy yêu thích, hãy ủng hộ YouTube Cây Cảnh bằng một like. Nếu có chỗ nào đó cần đóng góp hoặc chưa bằng lòng, cũng rất mong các bạn để lại ý kiến đóng góp của mình, giúp cho người làm chương trình có những cái kiến thức thực tế hơn nữa. Đối với cái hỗn hợp trồng thì ở đây tôi sử dụng đó là xỉ than, trấu và đất trồng các bạn nhé. Xỉ than, trấu và đất trồng. Tất cả những cái này chúng ta trộn đều lên để chúng ta tiến hành trồng cho cây. Toàn bộ cái phần rễ này chúng ta vẫn xử lý đất bình thường các bạn nhé. Chúng ta trồng cho nó kín đất lên. Đây là một cái điểm rễ tơ rất là nhỏ, chúng ta sẽ có cách khắc phục để phục hồi và giúp nó trong những cái bước ban đầu để nuôi cây. Sau khi phôi của chúng ta nó được giữ và ổn định này rồi các bạn nhé, thì ở đây có rất nhiều cách để chúng ta xử lý cái phôi này. Thế nhưng một cái cách mà tốt nhất đó là chúng ta sẽ thêm một cái phần sơ dừa lên toàn bộ các cái điểm này. Chúng ta đưa sơ dừa lên. Và các bạn có thể nhìn thấy là đây là một cái vị trí nó có cái ánh nắng mặt trời. Thì thứ nhất là ta bảo đảm cho cái góc độ là độ nóng của nó đối với lại cái phôi này. Thứ hai là các bạn có thể nhìn thấy là như cái điểm rễ này tôi vừa nói với các bạn là chúng ta muốn giữ lại điểm rễ này. Và đây chính là một cái điểm mà hiện tại bây giờ là đang hỗ trợ rất nhiều trong cái việc hồi phục phôi. Thì chúng ta để nguyên và chúng ta đưa sơ dừa vào. Chúng ta đưa sơ dừa vào nhé. Đấy, vừa là bảo vệ, vừa là làm mát, vừa là giữ ẩm. Đấy, tác dụng của sơ dừa như nào thì các bạn cũng đã biết rồi, nó có mấy cái công dụng như vậy. Và nó đã được chứng minh thông qua các cái phôi ươm mủ. Ở trên này các bạn cũng cho hết rồi, ủ hết rồi. Chúng ta có thể ủ những cái đầu này. Và đối với phôi này thì chắc là cũng sẽ rất nhanh thôi được giới thiệu với các bạn những cái điểm mầm nổ đầu tiên của cây. Nội dung chương trình đến đây là hết. Các bạn hãy để lại nhận xét và bình luận của mình, giúp cho kênh ngày càng tiến bộ hơn về cách sửa chữa cũng như ươm mủ. Trân trọng cảm ơn các bạn đã yêu quý và ủng hộ cho kênh. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các bạn.